Rồi em Di Cá chào tất cả anh em nha. Rồi tiếp tục chương trình chiều ngày quên sáng ngày hôm nay thì lên đít máy công cụ loại nhỏ anh em. Đấy, thì đây quá trời luôn em, nó nhỏ vậy 100 mấy chục con hơn em ơi. Đấy, thì đa số là vít là nhiều á, em mới lựa ra được lô vít nó nhiều anh em. Thì cái này em giới thiệu luôn. Đấy, thì hàng bên em đây, hình thức mua bán bên em đây, ship 30k một đơn trên 150 bao ship trừ xa ba Phú Quốc anh em ơi. Còn điện 100V cọc 50k trở lên nha. Đơn 150 anh em cọc 50k, còn trên 150 anh em cọc chúc em 100 nha. Còn lại bao nhiêu thì em sẽ gửi về đến nhà. Khi nhận hàng anh em khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Còn nếu mà có sai sót bởi vỡ gì đó thì anh em vui lòng gọi lại giúp em luôn để em giải quyết ngay lúc đó luôn em nha. Anh em đừng có nhận xong em không có giải quyết được, anh em thông cảm ha. Thì cái hàng này là điện 100V, đa số điện 100V nó không có điện 220 đâu em. Lâu lâu thì sót con nào thì em sẽ nói con đó luôn. Còn toàn bộ là điện 100V nha. Hàng thì có con chạy con không anh em ơi. Đấy, con em này em không có dọn đâu anh em. Đấy, con chạy con không. Đấy, con nào chạy bán chạy, con nào chết bán chết luôn nha. Vì vậy em test sao là về y vậy luôn. Đó, y vậy anh em nha. Đó, rồi, cái này thì bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo. Đấy, ưng ý con nào thì gọi alo em nha. Mỗi một con nó có một cái mã số giá tiền khác nhau anh em. Anh em nhìn kỹ giùm em ha. Nhìn kỹ theo mã số. Tại vì một ngày em quay tới mấy trăm con lần cho nên là một chỉ nó chỉ có 1000 số thôi thì nó sẽ quay đầu lại rất là nhanh. Đấy, cho nên là anh em vừa xem cái mã số và vừa xem ngày nữa anh em ơi. Nó đúng ngày anh em nha. Tại vì một cái video em bán một ngày thôi. Đấy. Qua ngày sau là hết rồi. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo nha. Rồi vô đi anh em ơi. Thì con này là con đầu tiên. Và trước khi vô thì em đọc lại câu thần chú của em nha. Đây ship 30k đơn trên 150 bao ship anh em trừ số quốc xa 3 điện 100V nha. Rồi cọc 50k trở lên. Rồi xong rồi đó anh em ơi. Thần chú là 10 giây thôi. Rồi con đầu tiên thì máy này không có dây đâu anh em ơi. Đấy. Hàng có dây bán đi hết rồi. Còn giờ không dây ngầu test dây ra test cho anh em nè. Đó. Con này 66 chạy ngon nè anh em. Đấy. Không có điều tóc thôi mà nó có thắng. Không lửa luôn anh em nha. Đấy. Rồi con này là con Ribi. Rồi bao nhiêu quát thì biết luôn. Y đời 140. Đấy, bao nhiêu quát biết luôn rồi anh em ơi, không có biết được. Rồi con này giờ đấu cộng điện vô là quốc hết em. Đấy, đầu không rơ nè, ra vô bình thường. Rồi, em này đầu tiên mã 672. 150k bao ship anh em. 150. Đấy. Nó nhiều quá em cũng chịu thua luôn. Đấy, 150k bao ship anh em. 672. Rồi tiếp tục con này 673. Rồi điếc anh em ơi. Đấy, con này điếc nha. Con này thì công suất nó lớn nè, 320W. Đó, không chạy. Đầu rơ. Đấy. Đưa hết dàn vít vô quay một lần trước tiên luôn. Rồi 673. Rồi con này 130k là cộng ship vô anh em nha. Đấy, anh em dùng đơn giúp em. Sẽ hôm nay quay cũng rất là nhiều cho anh em dùng nè. Con này không chạy, 320W của Hitachi. Giờ vừa xin lại cái đầu anh em nha. Đầu tước ra tước vô không được. Đó. 673 130. Con này 674 này vít nhiều lắm anh em. Đấy. Con này mất cái thang rồi anh em ơi. Đây nè, mất thang là tước dây, mất cặp thang rồi. Đó. Con này chỉ có 125W thôi, mất cặp thang rồi anh em nha. Đó. Cứng đầu luôn. Rồi con này 674 80. Không dây, không thang. Không gì hết anh em ơi, sát luôn. Đó. 674 80k anh em nha. Đấy. Rồi 675. Mới chạy một cái. Mới chạy một cái đứng luôn rồi. Đó. Mới chạy phát đứng im luôn anh em. Đó, cũng nhích được thôi nha. Nói chung là nó bị lỗi gì hôm nay. Lỗi làm sàn tí xíu nha. Đấy. Đó. Đó. Nó bị lỗi làm sàn tí xíu. Rồi con này cũng 125W Hitachi luôn. Y như con trước nhưng mà con này nó còn giật giật anh em, hình thức còn đẹp nha. Đầu cổ thì giờ mình xin lại luôn. Đấy, nhưng mà cốt quay được, con kia cốt quay không được. Rồi con này 675 100.
65 100k tiếp tục. Vít đợt này nhiều anh, em để vô cho anh em một lần hết luôn một lần nha. Đó. Đó. Chạy nè anh em. Nó bị lỏng than gì đây nè em ơi. Đấy. Đó, nó lỏng than. Con này nó mới trúng vít một cái à. Không chạy anh em nha. Đó. Rồi, 125 W luôn. Con này hình thức cũng còn ok luôn nha. Đấy. Nó bị lỏng than gì đây nè. Tay em dặn cái con ra luôn nè anh em. Đó. Rồi. 100k luôn em, cốt quay được nha. 676 100 luôn. 100k một con. Đây không chạy luôn hả? Con này đó chạy đây. Đó, bị nó chạy nhưng mà nó cũng bị mát mát rồi anh em ơi. Này nó lỏng dây lỏng gì đây nè. Mới chạy cái đó. Nói chung là giờ tháo ra vừa xin làm lại anh em nha. Đó. Có điều tóc nè. Đó, đảo chiều thì không chạy rồi. Đó, đảo chiều không chạy nha. Rồi con này cũng 125 W luôn. Con này có dây điện dài ha. Đây, đầu cắm của nó hơi xấu nha, mà điều dây điện nó cũng dài. Rồi 67 con này 130 anh em nha. 130k là đấy, anh em dùng đơn cho em đấy, 130 có dây mã 677 130 luôn. Rồi con này, cái này thì em không có vệ sinh có lau chùi gì đâu anh em nha, cho cái hàng này em mà đem ra mà em bỏ vô rồi em lấy máy xịt máy rửa xe em xịt vô cái là nó sạch sẽ sáng gió lên rồi, nhưng mà coi giờ anh em về dọn lại hơi căng ấy. Đấy, nó vô nước là anh em giờ dọn lại hơi căng ấy, nhưng em không có làm. Đấy, thà đỡ như vậy anh em giờ dỡ dọn nha. Kẹt than anh em, đó nó kẹt than nè, đó ra khói nè, kẹt trong đó. Rồi con này 300 W luôn đấy. Này thì đầu nó cứng ngắc anh em đây nè. Rồi em này 678, con này 66 80 luôn em ơi. Đấy, 80k 678 80 luôn. Còn con này bị bởi cái dàn bú đầu tiên nè, coi thử motor nó còn chạy không. Nó y như cái đời con vừa rồi luôn em. Lấy xác giờ anh em về lấy phụ tùng anh em ơi. Đấy. Đó. Rồi không chạy. Rồi, con này 679. 40 anh em giờ lấy phụ tùng nha. 679 40. 680. Con này thì bị mất cái đầu rồi. Này bị mất cái đầu rồi nè. Đó, không chạy luôn. Rồi giờ anh em dọn luôn, 680. 50 luôn em nha. Đấy. 680 50 luôn. Này Hitachi. Đầu cổ ok nè. Không biết chạy không thôi. Rồi con này chạy nó có lửa anh em nha. Con này công suất nó cũng lớn lắm. Con này Hitachi. Rồi giờ dọn lại luôn em. Đấy, 681. 681 con này 130 anh em nha. Đấy, 130k 681 130. Đó, còn con này thì mất than nè, nhưng mà cổ góp này của nó em nhìn thấy nhìn vô trọng thấy ok nha. Rồi cái đầu này. Đầu này phải lấy cái lục giác dẫn nó mới ra được. Đấy. Nó hơi cứng nha. Rồi cái này nó bị bờ bởi ngay đây, lấy cái giờ lấy phụ tùng thôi anh em ơi. Rồi con này 50 cho anh em luôn, lấy phụ tùng nha. Đấy. 250 W. Đó, đầu này dặn được anh em. Cổ góp này còn ok nè. Rồi sát 50k luôn. 682 50 luôn. Rồi. Rồi 683. Con này về ngắn quá nè anh em ơi. Đó, Victory B nha. Rồi con này 70. 683 70k. Đấy. 70 anh em nha. Quên đi nha, quay từ từ.
không chạy cái này nó chạy nè anh em ơi. Đó. Nhưng mà dây ngắn lắm. Đấy. 683 7 luôn. Rồi con này 684, con này 300W anh em nha. Đó. Đầu này cứng nè, đầu này xấu luôn. Đó. Rồi con này 80 luôn, cái đầu này xấu anh em nha. Đầu quay không được. 684 80 sát luôn em nha. Con này bán sát không anh em ơi. Đấy, 684 80. Rồi con này vít thịt cao, con này hình như không than hay sao anh em. Có than. Có than. Thang bên trong anh em nè. Đấy. Vít thịt cao, có đảo chiều. Rồi con này 50 cho anh em luôn nha. Đó. 685 50 luôn, vít thịt cao. Giờ anh em tự test giùm em ha. Đó, em không có test đâu nè. Con này nhiều dây quá, test ra. Nhiều dây quá, Hitachi. Đấy. Này nó xài mất tem luôn. Hitachi. Rồi con này 80 luôn anh em ơi, 686 xác luôn. 80k. Đấy, 686 80. Rồi 687. Đó, nổ than anh em nha. Đó. Rồi. Nổ than, xác luôn. 687. Con này 50 luôn anh em nha. Đấy, 687 50. Nổ than rồi anh em. Đấy. Con này 688. Đó, con này y như con kia luôn. Đấy. Anh em giờ đầu này cứng nè, à, con này 50 luôn, 688 dây sát qua anh em ơi, 50. Đấy, 50k một con anh em về dọn lại nha. Đấy, 688 50 luôn. Rồi 689 con này cũng 50 luôn. Đấy, đảo chiều đầu cứng anh em ơi. À, 689 50k anh em về dọn lại em yêu học nha. Đấy, 689 50 VB, 3 con một lần giống nhau luôn nè. Đấy, con này mất ốc nè. Đấy, mất vàng ốc nè. Con này mất vàng ốc rồi. Đấy, 50k hết đồ, hết bát rồi anh em. Đây tiếp tục. Con này mất cặp than rồi anh em ơi. Rồi. Con này mất cặp than. Đầu cứng. Rồi 50 luôn anh em ơi, 690. 50 luôn. 690 50k con anh em. Rồi 691. Này mới khôn vì nó bị mất cái đầu luôn anh em ơi. Đấy. Mất thì mất quấn chạy chạy anh em ơi. Đó. Có đảo chiều luôn. Rồi có đảo chiều, có đầu 13. Có bú luôn anh em nha. Đó, cái đó là chức năng bú á. Đầu 13 ra vô được tí xíu nha. Đó. Rồi, cái này 80 anh em, 691. 80k. Đấy. 80k 691 80 anh em nha. Đấy. Rồi anh em dùng đơn giúp em nha. Một con. Rồi tiếp tục con này 692. Con nó chạy nhưng mà anh em giờ phải dọn lại nha, mất công tắc rồi. Rồi cái này. Cái này đầu cổ thì ra vô nè. Hình như cái số này nó bị đang là số lỗ nè anh em ơi. Hay là số gì đây? Con nào sát quá không cần. Cái này em lắc số được nha. Y như là rồi. Con này mấy lớn anh em ơi, mà cái đầu nó không chạy, đầu kẹp 13 nè. Con này đầu 13. 500 mấy chục watt á, 508A, 500 mấy chục watt á. Rồi 692. Rồi con này máy lớn anh em nha, 120k anh em giờ dọn lại cái đầu nha, với lại nó than nó chạy nó hơi nẹt lửa. Đấy, 692. 120. Rồi 693 con Taro anh em. Này con Taro. Đó, con này con không Taro, con này nó hơi gãy tí xíu nè. Đó. Hơi gãy tí xíu, không có dây điện, máy chạy thì ok rồi. Giờ vệ sinh là cái đầu 8 ly nè. Đầu này 8 ly 200W nha. Rồi con này 693 150k luôn em nha. 150 luôn, 693 150 luôn. Đó. Rồi 694. Này quay toàn hàng nhỏ không anh em. Đó, mấy chục trăm ngàn thôi. Cái thằng làm nhỏ mà ở cái cửa mình mua đó thì bao nhiêu tiền? 3,5 triệu bác.
ông mua ở đây có thể giữ mà ở đây mà mình nó giữ như vậy sao ta mua được. Rồi con này nó cũng không chạy luôn em nha, đó không chạy luôn, test ở đây luôn. Rồi để cho anh em dần nghiên cứu vui nha em nha. Rồi 30 luôn, 69 test ngay đèn miếng nè, giờ lấy phụ tiện lấy cái đầu anh em, đầu ra vô được nè. Đấy, anh em dọn về anh em dọn nha. Con này phay 6 ly cứng cốt luôn à, này gắn vô nó cũng chạy thôi anh em ơi. Đấy. Giờ vệ sinh làm lại hết luôn đó, gắn vô nó có chạy đâu, nó cứng cốt rồi nè, bị xét á, vô nước. Đấy, rồi con này 695 150 anh em nha. Rồi anh em giờ tháo ra vệ sinh làm lại nha, phay 6 ly 440W rồi 695 150 luôn em. Rồi 696 rồi con này chạy đảo chiều ok nha. Rồi con này nó chạy đảo chiều ok nhưng nó hơi kêu nè. Rồi 80 anh em về dọn luôn. Rồi. Nó chạy nó kêu anh em ơi, giờ tháo nó dọn lại hết nha. Lô này em lựa toàn máy sắt không anh em nè. Đây bị gãy mất cái đảo chiều rồi nè, máy chạy thì ok rồi nhưng mà gãy mất cái đảo chiều đó. Này nó còn nó đang là bú nè. Đấy. Đấy, qua thường nè đó. Rồi em này mất cái đảo chiều anh em, 697 100 luôn em nha, 697 100 cao luôn. Con này để lại cho. Rồi 698 mài khuôn anh em ơi, mài khuôn của Đông Chen hàng của Trung Quốc nè. Đấy. 698 mài khuôn Đông Chen hàng Trung Quốc nó bị đây vẫn xoay được nha. Đây điện 220 nè, Đông Chen hàng Trung Quốc đấy. Rồi con này 698 mài khuôn sát luôn 120 giờ hơn xui đi anh em ơi. Đấy. Dây nó cắt sát quá đây nè. Đấy. 698 một con duy nhất điện 220 thôi anh em nha, 698 120 120k luôn. Này 699 rồi điếc luôn không chạy luôn, mài khuôn luôn em. Đây nè, mài khuôn mà gắn luôn cái đầu mũi khoan luôn, Hitachi. Có thang mà nó không chạy đâu nè. Rồi 120 luôn em ơi, 699 120k. Rồi ok 699 120 luôn nha. Rồi mã 700 rút reverse. Con này rút reverse nè, cái đầu vòng ra vòng vô nè, em không có đinh rút anh em ơi. Máy thì chạy ok rồi nhưng mà cái đầu này em không có đinh rút. Đấy, em bán anh em về tự dọn giúp em ha. Đấy, máy thì móc thì chạy ok, về vệ sinh là khác thôi là được rồi, còn đinh rút thì em chịu thua. Rồi mã 700 con này 350 anh em nha, 350k một con, mã 700 350 luôn. Rồi 701 Kontaro. Đè xuống là chạy vô anh em nha, đè xuống nè, dỡ lên chạy ra, đè xuống chạy vô đó. Đầu này đầu 6 ly 200W. Rồi em này mã 701 200k luôn em nha, 701 200. Đấy, 701 200k dành cho em nó luôn. Rồi 702 702 là con khôn kẹt anh em nha, đó kẹt không chạy, hình thức còn mới lắm. Cái này cụ góp nên em thấy nó vẫn còn ok nè, giờ vệ sinh lại anh em. Đấy, con này có đảo chiều, có búa đảo chiều cứng anh em nha, đảo chiều cứng. Rồi con này máy lớn anh em nha. Rồi 100
30k luôn, 702 103 luôn em nha. 702 130. Rồi em này là em gì bu lông gì đây anh em. Nguyên dàn chân đây nè. Nghiên cứu em yêu học đây anh em ơi, bu lông 1/2 nha. Madin Sweden vậy đó là thụy điển anh em ơi, đó, đảo chiều nè. Nãy điều này nó xài cái gì anh em ơi. Bu lông 1/2. Rồi con này nghiên cứu em yêu học nha, 703 150 anh em ơi. 150k. 703 150 dành cho em nó luôn. Đó. 703. Xác luôn em nha. Để lấy cái viết khác nè. Đây con khuôn Taro đây, ngoắc cái nắp đây anh em ơi, có cần phụ tùng lấy làm nha, còn cái củ gốc của nó đây. Củ gốc của anh thì bao đẹp luôn em. Đấy, thang thiết còn đầy đủ, mất cái nắp này. Con này có điều tóc này nè, khuôn Taro máy lớn anh em ơi, đó. Đầu cổ đây. Đấy. Rồi, con này 100k anh em, giờ lấy phụ tùng đi anh em ơi, đó, 704 100 nha anh em nha. Đó. 704 100k luôn. 705, con này có đầu mỡ nè. Rồi không có công tắc luôn em nha. Đó. Con này có đầu mỡ không có công tắc. Đấy, có đảo chiều gắn vô. Có đảo chiều luôn em nha, mà mất cái công tắc bấm rồi gắn vô phát là chạy luôn anh em ơi. Rồi, em này dây điện có đầy đủ luôn mà 705. Đấy, giờ bỏ cái công tắc vô nữa là ok anh em nha, 120k luôn. Đấy, 705 120 luôn. Tiếp tục con bu lông này 706. Con này chạy không đủ tua anh em nha, điện 100V 420W. Đó. Bị mất cái nắp nè, chạy không đủ tua nè. Rồi. Con này anh em về dọn lại ha. Đây, ốc ít của nó đây anh em. Rin đét anh em à. Đấy. Mất cái nắp đây. Chạy không đủ tua. Rồi con này 706. 230k luôn em à. 706 230 luôn. Bu lông Hitachi anh em. Còn con này mấy gì ta? Khò. Sấy mấy khò gì? Máy này mà như máy sấy luôn nè, chứ không phải máy khò nữa, máy sấy luôn rồi. Đó, máy sấy anh em giờ dọn lại ha. Này bán máy sấy nè nha. Đó. Rồi 70. Đấy. 707 máy sấy. Không biết nó khò hay là nó sấy nữa mà ra mát anh em ơi. Đấy. 707 70k luôn. Rồi 708. Máy trà anh em ơi, trà xoay nha, mày bắt cái nắp, cái nắp nắp xoay rồi anh em, về dạng bốn ốc này vô bỏ nắp xoay vô anh em nha. Đó, có điều tóc luôn. Rồi con này 120 anh em. Đó, 708 120k luôn. Đấy, 708 120 luôn anh em nha. Rồi tiếp tục 709, một con máy khôn này. Rồi, điếc không chạy luôn, đầu 13 ly. Đó. Rồi, 80 luôn anh em, về dọn lại anh em nha. Có đảo chiều luôn á. 80, 709. 80k luôn. Đấy. Rồi, con này mã 800. À, quên 710 chứ. Này, Black Docker anh em nha. Mở hàng Black Docker. Rồi con này chạy thì chạy anh em nha, đảo chiều nó cứng nè. Đó, anh em bây giờ dọn lại luôn. Con này 100V 550W. Đấy. Rồi, con này 120 anh em về tự dọn cho em nha. Đó, 710 120k luôn. 710 120 luôn nha.
711. Rồi điếc luôn em ơi, đó, 711 điếc luôn nha. 711. Rồi Toshiba, con này dài. Rồi 100k luôn, 711. 100 luôn em nha, đó 100k, 711 100 anh em về lấy phụ tùng anh em dọn nha. Đấy, 711 100 luôn. Rồi 712, con này bu lông Magenta đầu 1/2. Cứng đầu anh em ơi. Đấy. Còn đủ đồ nha. Rồi cứng rồi. Đó, con này không chạy. Bu lông 1/2. Không chạy anh em, 712. Rồi 180k bao ship cho anh em về dọn lại nha, 712 108. Đấy, bu lông Makita 1/2. Rồi con này cũng vậy luôn nè. Cũng cứng ha. Nó cái đầu quay được, con này có đầu quay được mà hơi xấu xấu anh em à, dây ngắn quá rồi. Rồi 108 luôn. 713. 108 luôn em nha, 713 108 luôn. 714. Đa phần nó chạy ít lắm anh em nha, còn sát không à. Đấy. Em gắn dây điện vô chưa hết anh em. Không ăn điện á. Dây sắt cắt sắt quá nè. Hình như cái con này như kiểu rút lever anh em, nhưng mà thiếu cái đầu. Đấy, kiểu rút lever vì thiếu cái đầu anh em ra. Rồi con này. Rồi 714. 170k đấy, bao ship anh em nha, 170. À, 74 170 luôn. Thôi con này bu lông dây sát qua đây nè. À, dây sát qua nè, cắt ra mà test cũng không được luôn anh em ơi. Sắt khít luôn. Rồi, này cứng luôn em nha. Đó. Đây, bị rớt mấy ốc này đang ra ngay đây. Rồi con này rớt hết ốc rồi anh em ơi. Rồi con này sát luôn 150 luôn em nha. Đó. Rồi 715 150 luôn, bu lông 1/2 150k luôn. Này ngày qua có hai con. Nó cũng thổi thôi anh em ơi. Nè, đây nó không có nóng đâu. Này nè, nó ấm à. Giờ đi đi. Nó ấm thôi anh em nha, nó không có nóng đâu. Đấy. Rồi con này 120 anh em về dọn lại giùm em nha, 716. 120k chạy thì chạy rồi đó, nhưng mà nó ấm ấm thôi anh em nha, nhưng mới sấy thôi. Đó, anh em giờ dọn lại giùm em ha. 716 120 luôn. Rồi 717. Rồi con này chạy ok nha, cốt 10 180, chạy ok luôn. Đó. Con này giờ vừa xin lại anh em ha. Mồi một con này không có dây. 170k, 77 170k anh em nha. Đánh bóng giờ cốt 18 nha. 77 170 luôn. Rồi em này 718 66 mà có đầu mở anh em ơi. Này của Boss 650W. Đấy. Rồi không chạy luôn em. Switch lên điện 100V. Đấy. Không chạy nha. Rồi con này 718. Này có chức năng gì không ta? Rồi 120 đi anh em ơi. Đấy. 120k anh em về dọn lại cho em ơi. Đem giùm em nha. Đó, nó không chạy đâu, 78 120 luôn.
Rồi kẹt luôn nè. Con này chà nhám của Makita nha, bị kẹt không chạy. Rồi 150 luôn em ơi. Đấy, 719. 150k luôn. Đấy. Con này là bao ship rồi anh em nha, 79 150 luôn. 720. Đây cái đầu nó vẫn quay chậm anh em nha. Này như bô lông tua chậm gì đó anh em. Đó, nặng, đầu nặng luôn. Như sắt. Rồi 720. Rồi 250 luôn em nha. Đó, 250k luôn. Đấy. Này con gì đây? Để em coi thử con này như nó mới mất đồ, mất cái phần trước rồi anh em. Ba chục rồi anh em, 721 ba chục anh em giờ nghiên cứu nha, nó bị mất cái phần trước sau á, còn motor gì đặt trong này nè. Đấy anh em giờ nghiên cứu nữa nha. Nó cho máy, máy nó máy gì cũng không biết luôn. Rồi con này chạy nhưng mà nó bị kẹt kẹt vậy đây, và lắc bốc cơ 240W rồi sát luôn 70 luôn. Đấy. Có điều tốc luôn anh em ơi. Đó 722 70 này, 722 70k nha. Rồi ok. 723, con này là con bắn đinh điện. Đó, kêu có tặc kìa anh em nha. Anh em giờ dọn lại ha. Đó. Rồi 723, con này bắn đinh điện nè. Đinh u à. Rồi, em này 80 luôn, 723 80k. Sát hết đây nha, này bắn sát hết. Con này chạy ok nè, Makita lưỡi 160 ngàn, à quên 600 lưỡi 160 650W răng hợp kim anh em nha, à, răng hợp kim nhưng mà nó cũng hơi xấu xấu à, xài tạm ổn thôi. Rồi 724 con này 200k bao ship anh em nha. 724 200. Rồi con này là con Messager nè. Công tắc nó bị cong cong nè, đó, vẫn bật được chế độ hai trái. Hai chế độ nhanh chậm nha. Đó. Bốn tay có đầy đủ nha. Rồi con này 250 nha, 725 250k. 250k mới thì tự thôi. Rồi con này 726. Có đèn luôn em. Có đèn có thắng nha. Con này có đèn có thắng hết. Con này có đèn có thắng có lửa luôn. Đó, nhưng mà thắng chậm hơn em. Rồi 726 em này. Hình thức còn đẹp nha. Con này giờ anh em giờ dọn lại. 180k luôn em nha. Đó, con này 180k, 726 180 luôn. Rồi 727, màn đời tử mới em không biết nó cắt dây ra nè nè. Chứ còn này 12V. Tìm bắt hàng trên gì đây. Đấy. Rồi, con này không có dây. Sát 80 luôn em nha, 727. 80 luôn. Đó. 80k, 727 80. 728 con này cũng không có dây luôn em ơi. Đấy. 80 sát luôn đây, về tự dọn giúp em nha. 12V đó. Bu lông ô tô anh em. 728 80 luôn em nha. Rồi 729. Rồi không chạy luôn em. Con này để nhôm anh em ạ. À. Rồi 150 cho anh em về dọn lại luôn nha. 729 150k là bao ship anh em ạ. À. 729 150 luôn. Rồi 730, con này cốt quay được ha. 730 giờ tấm mày đi anh em. Rồi điếc luôn rồi anh em ơi. Đấy. Mớp mớp ngay đang miếng. Cốt quay được nha. Rồi 730.
Rồi con này thì 100k anh em nha, Hitachi thì 100. 730 100k. Rồi 731. Rồi con này chạy ok anh em nha. Đó. Liverless rồi 731, con này 120 anh em. Đó, 120k 731. 120k. Rồi ok luôn. 731 con này đầy đủ rồi, chạy ok nè. 2. Con này của Cinco anh em ơi, Cinco. Ok luôn. Nhông cốt ok luôn nha. Đấy, rồi con này 120 luôn, cũng hàng Trung Quốc luôn anh em ơi. Đấy. Điện 100V nha, hàng Cinco. Rồi 732 120 luôn. Rồi 733. Rồi, con này chạy nhưng mà nó có lửa nổ than đó anh em ơi. Đó, nó nổ than á. Rồi, cốt ok nha. Rồi con này 150 bao ship nè anh em. Đấy, chuẩn luôn anh em ơi. Đó, 733 150 luôn. Rồi 734 con này Ryobi. Con này chạy ok luôn em, 734 130 anh em nha. Đó, chạy ok về xài luôn. 130k. 734 130 luôn. Đấy. 734 130 về quốc luôn đây. Đây nó. Còn nó không có. Rồi 735. Boss. Cứng đầu, cứng cổ, cứng lung. Cứng hết anh em. Đấy. Nè, cứng nó cốt nè. Dây sát quá anh em ơi. Rồi sát. 734 bao nhiêu anh? 134 130. Rồi 735 boss sát 150 luôn em nha. Đó. 150k sát luôn. 735 150 luôn. Rồi 736, con này mất cặp thang rồi anh em. Đấy. Cốt cứng luôn nè. Con này 66 rồi. Rồi, để cho anh em lấy phụ tùng luôn, 80. 736 80k luôn con này luôn anh em nha. Đấy, 736 80. Rồi, 736, giờ lấy phụ tùng anh em. Đấy. Rồi 737, con này. Em quay máy sát có mấy chục ngàn coi, quay hơi nhanh tí xíu anh em thông cảm ha. Chạy có lửa anh em nha. Đó. Chạy có lửa thì 737 70. Đấy. Hàng Trung Quốc anh em ơi. Con này Trung Quốc điện 100V nha anh em nha. Quên. Cái miệng nó 700 điện 100V ghi luôn 100 luôn. Rồi 737 70. Rồi 738. Con này không lửa ra em ơi. Nhưng mà nó kêu cái vàng nhông nha. Đây nè, đó, nó bị tụt nhông nha nè. Rồi có dây điện chạy luôn. 738. 150 bao ship luôn em nha. Hả? 150k bao ship luôn. Rồi 739 con này thì mini nè. Em này là mini nha. Rồi mini không chạy luôn. Đó. 70 luôn em, 739. 70 luôn. 738 anh ơi. 738 150. 739 70k anh em nha. Rồi con này 740. Rồi con này chạy nhưng mà nó kẹt anh em nha. Rồi 80 luôn, 740. 80. Rồi 740 80k anh em ơi, Ribi. Rồi 741. Con này cốt cứng nè. Chạy không lửa anh em nha, giờ vệ sinh lại thôi. Rồi con này chạy ok nè. Nó không có lửa nè, giờ vệ sinh lại anh em ơi. Rồi 741 100 luôn. 741 100k anh em ơi. Rồi 742. Con này Hitachi. Con này hình thức thì còn ok nè, đều có nhông của nó.
coi thử nó quay sao đi. 741 100 đúng không? Ừ. Này chạy lửa củi thì ok rồi đó. Giờ đấu gì như thôi anh em. Đây còn dây điện cắm nó bị giật giật, nó bị thúi nha. Ok anh em ơi, đó, con này không có dây điện. Rồi xin lại dầu mỡ vô khúc này thôi. Đấy. Đó, ok nha. Rồi 742 150k luôn. Hitachi 720W nha. Con này đấu với điện như là quốc thôi anh em ơi. 742 150k là bao ship rồi. Rồi 743, con này mất cặp thang rồi nè. Đó. Nhông tuột luôn. Đấy. Mất cặp thang, nhông tuột. Con này 9533 bơi. 9533 bơi dây điện nè. Thì test ngay đây, có dây điện luôn anh em nha, nhưng mà test ngay đó. Rồi con này sát luôn. Mất cặp thang. Rồi 150 bao ship luôn anh em nha. Makita 150k đấy. 733 150 bao xíu nữa. 743. À 743 chứ, 743. Rồi 744. Ok luôn em ơi. Đấy, chạy im nghiêm chỉnh nha. Đây. Giờ đấu còn gì vô lò quốc anh em ơi. Rồi 744 180 luôn. Rồi 744 180k chạy ok luôn. Rồi 745 con này. Rồi điếc luôn rồi anh em ơi. Rồi có dây điện luôn em nha. Rồi con này 745 120 anh em nha. Đó, 120k. Đấy, anh em dùng đơn giùm em ha. Rồi con này không có thang anh em. Cửa gót nó còn hơi xuống một tí thôi. Rồi con này không thang, 100k luôn em ơi. 746 thì ruby thân dài. 100 luôn. Đấy, 746 100k nha. Em này hàng Cosi nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha. Made in China anh em ơi. Rồi điếc rồi anh em ơi, không chạy nha. Cosi, rồi con này điếc không chạy. Rồi 90 đi anh em ơi. Đó. Rồi 747 90k nha. Con này cốt nó rung rung này nè. Đó. Cốt nó rung rung nha. Thử nó có chạy không. Motor vẫn còn được nhưng mà cốt rung. Rồi sát luôn con này 80k anh em ơi. Động dây điện cũng dài lắm nha. Rồi. Cốt nè, nó bị hư rồi. Rồi 80 luôn. 748 80k. Rồi 749. Con này là con Makita. Rồi điếc luôn anh em ơi. Này Makita điếc luôn nha. Rồi con này 150 bao ship cho anh em về dọn nha. Đấy, 749 dây điện nó không có cái đầu cắm đâu. Rồi 150k luôn. Rồi 749 150 luôn. Nhông quay ok nha. Hả? Đây mẹ 750.
con này 150 bao ship anh em nha, 750 chạy ok luôn, không có lửa đâu. Đó, anh em giờ vệ sinh dầu mỡ các bạn đấu dây điện là vô là được, 750 150 luôn. Rồi con này 751, con này con Trung Quốc. Trung Quốc mà điện 100V anh em nha. Chứ không phải Trung Quốc mà điện 220 đâu. Điếc luôn rồi anh em ơi. Rồi, con này đầy đủ được. Rồi 751 80 luôn. Rồi 751 80k dành cho em nó luôn nha, 751 80 luôn. Quay hết đống ra lấy cái đống máy sắt trong kia ra luôn nha. Hôm nay quay một video máy sắt luôn. Thẳng lần video máy sắt 200 con. Đống máy sắt này nè. Toshiba chạy có lửa đây không? Này Toshiba chạy có lửa nha, hình thức nó còn đẹp lắm. Rồi, con này 752 100k anh em về dầu này giùm em ha, 752 100 luôn. Rồi 753. Con này màu quân đội anh em, màu đẹp lắm. Màu quân đội. Rồi, con này anh em giờ chạy cũng ok, em thấy chạy cũng ok á, nhưng mà anh em giờ dọn lại ha. Bị té cái đèn miếng này nè. Đó, bị té cái đèn miếng là màu này màu quân đội ha. Rồi, con này 150 luôn, 753. 150k. Đó. 150 nha. Giờ dọn lại nha. Rồi 753 150 luôn. Rồi 75 còn mấy hai con mấy cắt cầm tay cho nó hết luôn đi nè. Cốt này quay được nha. Đó. Dạ mấy cái cầm tay chuộng lại. Hàng này chuộng tùy theo tháng nữa nè. Lập hết hồn. Đó, nó bị kêu với nhau nè em. Rồi con này làm anh hết hồn thì anh cho em đi cho nhanh luôn. Rồi 60 anh em, làm anh hết hồn. 754. 60. Ribi anh em. Rồi 755 sát luôn, con này 70 anh em nha. Đấy. 755. 70 con hàng Trung Quốc anh em ơi. Đó. 70 755. Biết đợt này dở thì đúng là biết Shopee thì cứ gì ngon mà rẻ đâu. Không có gì ngon mà rẻ đâu. Đấy. Rồi 70k, đấy, 755, 70 anh em ơi. Rồi 756 con này vít điện của Hitachi nè. Đây. 100V anh em. Này đến U à. Đó. Này vít điện. Mấy con này bóp vô kêu tặc tặc á. Rồi này điếc luôn anh em ơi. Đó. Rồi 756 100 anh em nha, con này máy lớn nè, 756 100k. Đấy, biết điện nè. Quá được ta. À, còn con máy mày. Nó máy mày cho ra đi thôi. Cho hết lần luôn. Rồi 757. Có lửa anh em nha. Chạy em ru à. Cốt quay là cũng ok nè. Đấy. Rồi. Có lửa nha. 150 bao ship cho anh em nha, 757 150k luôn. 150 anh em nha, hả? 757 150 luôn. Đấy. Makita anh em, mấy cái đời này nó tầm 500W. 560W. Rồi. Rồi nó chắc bay hết rồi. Còn con này nữa hả? Rồi hết mấy cái tay rồi anh em ơi, mấy cái cầm tay chứ. Rồi hên quá anh em ơi, điếc luôn. Đó, nhìn cái lưỡi thấy ớn ớn à. Con này hình thức còn đẹp nha. Đó. Rồi 100k luôn, 758. 100 anh em.
758 100k nha. Đấy, quay cốt ok này, 758 100. Rồi 759. Rồi con này mất cái đầu kẹp lưỡi nè anh em. Này, mất cái đầu kẹp lưỡi anh em về thiết kế lại ha. Con này 310W nè. Dây điện có đầy đủ, mất cái đầu kẹp lưỡi. Rồi 759 con này. 160 anh em ơi. Đó. 160k nha. Này, có điều tóc có đỡ lưỡi. Mất cái đầu kẹp lưỡi ngay đây nha. 759 160k. Rồi 760, con này lắp lóc cơ, bàn ủi anh em. Nhỏ nhìn nhỏ nhắn nhìn dễ thương thôi. 760. Rồi. Đấu cộng điện vô anh em ơi, 100k nha. Đó, 100 luôn, 760 100 luôn. Em này RGB. Đấy, còn đầu kẹp lưỡi đầy đủ, có điều tóc về đây. Ở đây 759. Đây đa số, đây điều tóc. Đấy. 6. Trời cứu. Rồi bao điếc cho anh em luôn nha. Rồi con này nó hơi bị lực anh em ơi, 400W nha. Điều tắt có đỡ lưỡi luôn, có hết luôn á. RGB. Rồi xe này sát 150 bao ship luôn em ơi. Đó, 1761 150k là bao ship luôn nha. 761. Rồi con này 762. Này dây điện sát của anh em ơi, với lại này nó cũng hơi cứng cứng nè. Đấy. Rồi con này bao Hitachi, mất cái nắp này, dây cao su còn mới, lưỡi nó còn đây, lưỡi này em thấy còn một cái nó còn mới nha. Nó quay này nó hơi cứng cứng. Rồi em này xác luôn cho anh em 170k luôn nha. 762 170 anh em về dọn lại giúp em ha. 762 170 luôn. Rồi con này 763. Em thấy quay mà mấy này khỏi cần test đâu, quay nhanh lên em. Rồi cái này cứng đầu luôn. Rồi con này nó cũng là Makita lưỡi 82 580W. Rồi 763. Con này cứng đầu cũng không test luôn em. Con này thì hình thức nó cũng hơi xấu xấu. 180k lên nha. Đó, 180 hơn con Hitachi 10k thôi. Đấy. Chứ Makita này nó mắc hơn Hitachi nhiều, bán bằng giá thì nó cũng không được. Mà điều con này nó cứng hơn anh em à. Con này cứng cốt cứng hơn nha. 763, 180 luôn. Rồi 764. Em này sao điếc luôn à. Con này sao điếc còn hay vậy ta. Rồi con này điếc luôn em, dây điện dài nha. Nữa con này máy to, máy móc rảnh nhỏ gia đình thôi. Rồi con này để cho anh em 764. Không chạy đâu. Rồi 170k. Đấy, bao ship rồi anh em nha. Con này dây điện dài nè. Đó. 764 170k dành cho nó, dây điện bao dài luôn. 764 anh em nha. 170. Rồi em này 765. 765 thì nó là một con cắt gỗ. Đây chạy ok ngon lành luôn. Điều nó không có đèn thôi nè. Chạy ngon lành luôn em nha. Đó, thì con này thì giờ bỏ cái lưỡi vô nè, cháy bóng đèn rồi. Makita 9616 CBA 1050W. Rồi 765 con này không có lưỡi nè em ạ. 220. Đó. 220k. Chạy thắng thiết đầy đủ. Rồi 765 220. Rồi 766. Này cắt gạch anh em. Cắt gạch thì nó là con con này anh em giờ vệ sinh lại nha. Đó.
hơi có lửa xíu, công tắc thì bóp nó hơi cảm giác đó anh em ơi, bóp nhẹ cái là nó vô rồi. Đấy. Rồi 766 con này 170 anh em nha, 170k dành cho em nó luôn. 766 170k rồi. Con này ngon mà quay được rồi biết không? Mình bán cho chai đi. Nó bán cho chai đi nha. Nó tại nó mất ốc rồi á. Con này chạy vừa chạy vừa thổi 6 nha. Rồi cái này 370W. Đó. Rồi, anh em giờ dọn lại anh em nha, nó vừa chạy vừa quýt. Rồi, con này để cho anh em 130, anh em về dọn lại nha. 130 ra. Con này thì không một chiều nè. Đó. 30. Đấy. Rồi, 768 30k này nha. Đấy. 30k anh em giờ lấy cái đầu khôn này phá rồi vui không? Đã đủ vốn rồi anh em. Đấy. Con này sao dây sắt dữ vậy? Rồi, này dây sắt thì mà không đúc test được đâu anh em ơi. Đấy. Sắt luôn, bán thì giá điếc luôn. Này hai chức năng, có đảo chiều GSB 16 550W 1600 vòng. Rồi con này 150 luôn em nha, 769 boss 150 luôn. Bảy sáu chín 150k luôn em ơi. Rồi, con này 770. Rồi con này thì bị mất cái nắp chụp ngay đây, máy chạy thì ok, lưỡi hơi mẻ luôn em nha. Đó. Rồi con này 200 luôn, 770, 200k. Lưỡi anh em giờ mài lại anh em nha, 200. Bao xíu rồi anh em nha, hàng bên em là mấy con này làm bao xíu hết rồi. 770, 200. Massage này nữa. Rồi 771. Này massage này chạy một vòng rồi nha. Rồi con này chạy nè, nhưng mà nó chạy vòng vòng nè. Nè, anh em giờ dọn lại nha, nó chạy nhưng nó chạy vòng vòng á. AC carbon. Rồi con này 4 tay 200k anh em nha, 771 200. Massage 771 200k dành cho em nó chạy chạy vòng vòng luôn. Rồi 771 200. Rồi 772 là một con bào của Makita. Lưỡi 136 anh em ơi, lưỡi ok đẹp nha. Rồi máy chạy cũng ok luôn á. Còn mấy này đập 84 nó không chưa chết đâu anh em. Rồi con này 772 400 anh em, có hai tóc nhanh chậm ngay đây nha. Đó, 400k bao ship anh em nha. Đó, 772 400 bào lưỡi ok. Đó, từ từ em, từ từ cái này, này nó hơi xấu ngay đây nha. Đó, nó có tóc nhanh tóc chậm bên kia này hơi xấu cái đây, lưỡi 136 rồi, ok. Rồi tiếp tục đây là một con máy lưỡi 190 anh em ơi. Này mấy cắt gỗ vừa móc, cắt gỗ vừa móc rảnh luôn em. Thì đây là lưỡi móc rảnh đây 3 phân máy nè anh em ơi. Lưỡi móc rảnh 3 phân máy đang nằm trong máy nha, có cử luôn. Đó, dây điện đấu anh em nha. Makita. Rồi. Có cử luôn, con này 4 xị anh em nha. Đấy 400k mã 773 400 anh em ơi. Đó, mã 773 400k luôn. Rồi 774, con này thì nó lưỡi lỏng xịt lỏng sạc này nè. Lưỡi nó hơi lỏng nha, con này em chỉ nhá cái thôi anh em ơi. Đó, lưỡi nó lỏng. Anh em bây giờ dặn lại cái lưỡi nha, em chỉ nhá cái thôi cho nó còn sống thôi. Rồi con này sát 300 luôn. Đấy. Máy này nó nặng lắm anh em ơi, ship nó cao lắm. 774 300k nha. Rồi ok luôn.
lưỡi lớn lưỡi 165 hay sao á, với lại 1450W cái cặp lưỡi lưỡi lớn á. Rồi con này đầu điện 100V, đầu ra vô bình thường nè anh em. Đầu đầu 3 đến 16 nha, đầu này đầu 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 đầu, đầu to anh em. Đó. Này ra vô bình thường nè, đầu to. Con này sát lớn lắm anh em, to lắm nha. Con này thì 430k, đó, to lắm. Sát to đùng à. Giờ vệ sinh làm phát là sạch sẽ thôi anh em. Nay 43 44 anh em. Rồi cái này thì cũng vậy luôn, vuông luôn anh em. Từ đá qua đây, từ đây qua đây là nó vuông luôn. Rồi 430 luôn, 775, 430. Này sát luôn anh em. Này cổ nhám nó to nè, Makita này, cổ nhám nó mừ, cổ nhám 100 á. Đến rồi. Dây điện sát em không có test nha. Đó, cái này thì mất cái cao su rồi. Đây nè, cổ nhám là 90 mấy nè. Đây cổ đây là một 10 lấy mấy luôn nè. 10 lấy 3. Còn ở đây thì 93. Tổng chiều dài thì 28 cm đấy. Rồi 400k anh em về dọn lại giùm em ha, 776 400 luôn. Rồi 776 400k luôn. Tiếp tục 777. Rồi không chạy được, chạy được nhưng mà không có đục được anh em. Chạy được không đục được nha. Chạy không lửa luôn á. Đấy. 777. 320k anh em nha, chạy được nhưng mà không đục được. Hitachi ha. 41SA2 1050W đục 17 ly. Rồi 777 320k luôn. Rồi con này 778, con này là Shindawa cút liền, cút lớn anh em ơi. Con này là cút liền nha. Là sẽ có đầy đủ, thiếu mỗi cầu điện là nó hơi dài nè. Ờ hơi ngắn chứ, quên. Hơi ngắn không test được. Con này cút lớn. Đấy, cút nó đợi chữ ok đây nè. Đấy, cút lớn. Chạy nhông lớn anh em, nhông liền. Rồi con này sát luôn, 250 anh em ơi. Đó 778 250k này, nó to nó nặng lắm, cốt lớn mà anh em. Rồi 778 250 luôn nha. Đó, đi luôn. Rồi 779 779 Ryobi 1300W anh em nha. Đó 1300W, con này 300k 779 300 luôn. Cái tay nó hơi 208 thôi, đây hơi nó hơi bị tét tí xíu anh em, về dò lại ha. Nhông xích còn ok luôn nè. Đó, nhông xích còn ok. Dây điện cũng dài luôn. Rồi 280k. 779 280k anh em nha. 280. Đấy, 779 208. Rồi 780. Rồi 100 luôn, Makita. 780 100k anh em. 780 100 nha. Đó, 780 100. Đấy, con này thì chạy rồi, anh em giờ dọn lại ha. 780 290W, 100k. Rồi 781, con này điện 220 nè anh em. 200V của Kajak gì đây. Con này điện 220 nhưng mà em đang test điện 110. Đó. Hơi có lửa xíu anh em nha. Rồi. Em cái này nó không có cái fix, không cắm được điện 220 anh em nha. Điện 110 thì bóc dây điện luôn, nó không sao chứ điện 220 bóc vô cái là ngồi cười của mình luôn anh em. Đây nè, em không có đổi điện đâu anh em, đang test điện 110 luôn, em về tự dọn lại giúp em ha. Đấy. 1330W điện Rin 200V, anh em giờ gắm điện 220V rồi dọn lại sơ sơ. Hơi có lửa chút xíu anh em nha. Rồi cái này cái lam của nó đây. Con này thì bao nặng luôn em, nặng cái chê luôn á. Rồi cái lam của anh nó dài 80 nè, tới đây nè, dài 80 nè. Đó. Rất dài nha.
mà nặng lắm. Rồi mẹ mẹ miếng ở đây, con này 781 điện 200V đấy. Anh em giờ dọn lại nha, rồi 400k luôn, 781 400 anh em. Đó, to nặng khỏe. Rồi tỉ thằng rào mà nó tới 1330W luôn á, 781 400. Hình như con này là con cưa xích anh em ơi, tháo này ra anh em bỏ nhông vô là khoảng là con cưa xích đó, chứ không phải là con tỉ thằng rào đâu. Đúng đó, nó là cưa xích á, tại đây nè. Đó, nó là con tay nắm cưa xích nè, đây nó ráp cái bộ nó vô nè. Chứ đâu mà tiền rào tới 1330W làm gì có. Đấy, tiền rào mấy con kia 400W là thấy thở không đều rồi. Rồi 781 400 luôn anh em. Đó. Đó, đó, đó. Rồi con này đầm dùi bê tông 7 đấy, kéo bỏ luôn cho anh đi nha. Kéo dây điện. Con này 782. Mày dây điện đấu mà sao nó không chạy anh em ơi. Đó. Bởi em đấu nè, đấu gắm này vô cho nó chắc đi anh em ơi. Đưa bán cả luôn đó, đúng rồi. Nay em quay một video máy sắt coi như là số lượng nhiều cho anh em chốt nha. Ủa sao nó đấu dây điện vô sao nó biết là sao ta, hay vậy ta. Đó, mấy đời tử nó đấu dây điện vô nó quẳng điếc, là quẳng điếc bình thường hả nào. Đây, con này sát luôn. Đó, 200k anh em. Đây có cộng điện luôn cho anh em giờ đấu lại nha. Đó, em rút ra tới đây nó cũng không chạy đâu. Đó. 782 200. 200k sát luôn. Đi luôn em. Rồi 783, con này thì cộng dây điện nó như thế này. Đó, số 1, số 2 con này công suất lớn anh em ơi. Đấy, cánh quạt đây. Cánh quạt cứng luôn anh em nha. Giờ gắm điện nó cũng không chạy đâu. Đó, rồi con này công suất lớn 1250W, hàng made in USA luôn em ơi. Rồi con này 180k, 783 180 luôn em. 180 nha. Đấy, 783 180k luôn. Đấy, mình bột kia luôn em. Đấy. 784. Đây là một con cần đánh bột. Cho anh em giờ vào sinh la ra là chạy ok á. Này còn cái cần của nó đây. Rồi con này 180k anh em, về đấu con dây điện vô anh em nha. Đây nè, cổ gốc của nó hơi bị ok luôn á. Thì bẩn bởi miếng nhôm như đây. Đấy. Rồi, giờ vệ sinh lại tí xíu anh em nha. 180k bao ship luôn, con máy nó nặng lắm anh em. Đó, đánh bột mà. Máy bãi rồi là dây đồng nhôm nó rất là nhiều, nó nặng lắm. 784 180k luôn. Rồi. Rồi 785. Con búa đầu kẹp 13, đầu cứng anh em ơi, ra vô không được. Đấy, đầu kẹp 13, có dây điện luôn. Rồi 785 200 anh em về dọn lại giúp em ha. 785 200k. Đấy. 785 200. Rồi ok luôn. Rồi 786. Chạy anh em. Chạy nhưng mà đảo chiều không được. À lại được. Đấy. Rồi ok, chạy đảo chiều được anh em nha. Rồi con này 70 đấy, 786. Cái này công suất nó nhỏ anh em nha, 70W thôi, xài gia đình bắn lặt vặt thôi. Con này. Con vít đấy, đảo chiều có luôn. Đó, 70W thôi. Đúng rồi. Chính xác. Rồi 786. 70. Rồi 787. Rồi điếc luôn anh em. 787 con khôn này có đảo chiều anh em nha. Rồi con này đợi cho anh em 787 60k nha. À, 60 anh em dùng đó. 787 60 nó có đảo chiều mà bóp nó không chạy đâu anh em. À rồi không chạy luôn. 788 không chạy, con này 40 luôn. 788 40k anh em nha. Hả, 788 đầu cổ ra vô được nè. Đó, giờ dọn lại anh em, có đảo chiều nha. Đó, 789. Rồi.
có lúc chạy lúc không anh em. Đó, nãy nó chạy cái giờ hết chạy rồi. Đó, chạy nè. Nói chung là bị mát mát đó anh em ơi. Rồi 60 luôn, 789 có dây điện luôn anh em nha. 789 60k luôn. Đấy. Rồi 790. Có lửa luôn anh em nha. Rồi con này có lửa xác luôn, 50 anh em. 790 50k nha. Rồi 791. Rồi điếc luôn. Rồi 50 luôn em ơi, chở dây điện luôn, 791 50 luôn. Giờ dọn lại anh em ơi. Đó, đầu cổ nè. Ra vô được tí xíu thôi, 791 50. Rồi 792. Rồi điếc luôn. Rồi 50 luôn em, con này mấy con nha, 792 50 luôn. 50k rồi. 792 50. Rồi 793. Con này kẹt anh em ơi. Đó, chạy nè. Rồi chạy rồi. Đó, nó kẹt bóp một xíu chạy nè. Đã chiều hơi có lửa nha. Rồi con này 40 luôn nè, 793. 40. Đấy. 93 40. 794. Kẹt luôn nè, con này không một chiều, kẹt có dây điện luôn. Rồi 40 luôn, 794 40 luôn. 794. 794 40 anh em nha. Đó, 794 40. Rồi con này 30 luôn. 795 30 không chạy nữa mà. Mấy con đời này có đảo chiều hết nha. Đó. Này bơ lắc đốt cơ. Rồi điếc luôn. Rồi, con này cứng anh em ơi, cứng đầu cứng cổ luôn. Rồi 40 luôn. 796 40 luôn. Anh em giờ dọn lại nha, 796 40. Bạn em ngay trong kia đó. Em ơi bỏ con này đi ra ngoài đi đi. Con này chạy mà cái công tắc nó cứng anh em nha. À, chạy mà đảo chiều không được. Đấy. 797, máy này công suất 70W không anh em nha. Đầu cổ ra vô được nè, 40k luôn. Rồi 797 40 luôn. 98 mấy con này mini nè. Đấy. Rồi. Không chạy luôn em, đầu nó hơi xấu nè. Rồi con này 20 nãy cho anh em nào mà đang thiếu đơn dùng, dùng luôn anh em ơi. À, con này bị dây bị ngắn nè. Dây bị ngắn sát rồi, 30 luôn. 799 30 luôn em ơi. Đấy, 799 30k nha. Rồi mã 800, lên mã 800 rồi nè. Rồi không chạy luôn em ơi. Đó, con này 013 lên 01 chiều. Giờ dọn luôn em nha. Rồi con này để cho anh em 80 luôn. Đó, mã 800 80k luôn nha. Con này Makita vít thật cao. Không không than. Nó đảo chiều anh em nha, không than. Rồi ok luôn. Mã 801. 80 luôn anh em nha, không than, có than như vậy. 80 luôn. 802. Rồi điếc luôn anh em ơi. Rồi 802. Con này mất chân đi kìa. 40 luôn anh em nha, 802 không chạy có dây điện, 40 luôn. Rồi 803. Con này 250 anh em nha, đủ đồ. Đó, chạy anh em vào vệ sinh lại tí xíu thôi. 250k luôn. Đấy. Con cưa kiếm.
giờ vệ sinh cho anh êm lại thôi anh em nha. 803 250 luôn. Đó. Mấy con nhỏ này. Quá. Đột lộ luôn đó. Lộ mấy chục con. Rồi đây này chạy một chiều anh em nha, đảo chiều không được ha. Rồi con này không có gì điện luôn, rồi 50 luôn. 804 50 anh em. 804 50 luôn. Đây 805 con này thì anh em giờ đấu không điện vô anh em, 20 luôn. 805 20 cho anh em luôn. Đấy. Chiếc mini anh em nha, 805 20 luôn. 806 con này 70 luôn em ơi, Makita không có dây điện, hỏi test đi anh em. 806 70k luôn nha. Đấy. 806 Makita vui lòng 70 luôn. Rồi 807 rồi điếc luôn em ơi. Đó, 807 con này có điều tóc có đỡ lưỡi luôn. Rồi, con này 807 90 anh em ơi. Đấy. 807 90k nha, không chạy con này Hitachi 380W. Rồi 808. Rồi không một chiều, chạy một chiều thôi em ơi. Hả? 808 chạy một chiều thôi. Này có điều tóc luôn à, bị dính rồi. Rồi 808 con này 60 luôn. Đấy, 60k. Giờ dọn lại anh em nha. Hàng anh em bán sát không anh em ơi. 808. Rồi 809 con Makita này test cái vỏ cái này một tí nè. Rồi lưỡi không mẻ đâu anh em. Giờ giờ cái con mày sơ qua cái cho nó sáng thôi. Tét đèn mía nè nha. Rồi 809 con bào 480W lưỡi 82. Đấy, nó bị tét ngang giỏi này miếng, đấu dây điện vô là ok luôn rồi, 220k luôn. 809 220 luôn. Rồi 810 con cưa lọng này. Rồi không chạy đi anh em ơi, 810. Dây cắt có điều tóc có đỡ lưỡi nè anh em ơi. Đấy, mà điều cái con này mất cái miếng nhôm đỡ lưỡi á. Đấy, rồi anh em về dọn lại nha. Rồi con này 70 anh em về dọn lại luôn. 810 70 luôn. Rồi 811. Rồi điếc luôn em nha. Con này điếc luôn. Có điều tóc. Rồi 811 điếc có điều tóc 100k luôn em nha. Đấy. Anh em về dọn lại luôn nha. Hitachi 100 luôn. Cái này 460W. 811 100 luôn. Rồi 812, con này thì cốt quay được nè. Ma Đinh Gia Băng gạch. Có đèn luôn em nha. Hơi có lửa luôn. Con này một lưỡi 125. Đấy, hơi có lửa xíu anh em về dọn lại luôn. Rồi con này 812 180k luôn. 180 luôn, 82 180 luôn. Và 83, con này thì nó có điều tóc nè. Con này nó bị rò điện rồi anh em ơi, bỏ đi anh em. Mình bán rẻ cho anh em nè, muốn lấy về để dọn thì anh em lấy nha, tại vì em cầm vô nó tơi tơi á, đấy. Em cầm vô nó tơi tơi nó bị rò điện nè, đó. Điện 110 thì nó quấn là bình thường thôi, chẳng qua là anh em mình nó nhiều khi mà điện nó rò rang cái cầm vô cái giật mình thôi. Chứ em thì em cầm dây điện cầm bình thường thôi. Người em có điện sẵn rồi bị nhiều khi coi như là đó, mấy con dây mà tét ra đấy bị rò điện nha. Rồi con này để cho anh em giá dây chai luôn nè, có điều tóc nè anh em. Rồi 100k đấy. 83 100 anh em, bị rò điện rồi anh em nha. Nói trước rồi anh em nào tháo này ra lót lại cái dây đồng ở trong á, nó bị cái gì ở trong á. Đấy, anh em nào làm được thì anh em lấy nha. Chứ còn
máy thì cầm vô là nó tơi tơi á, 83 100k luôn. Rồi con này đầu 13 ly Hitachi 13 radio bình thường nè. Rồi em này 814. Này giờ vệ sinh quát là quốc nè, 400k luôn em nha. Đó. 400 rồi 84 400 luôn. Rồi 815. Con này con không than nè anh em. Có thắng nè. Này nó bị tuột nhờ nhông, nó bị tuột tuột này nè, mà sao em đè xuống nó vẫn chạy nè. Đó. Rồi con này 700 anh em ơi, máy chạy thì ok rồi đó, nhưng mà cái nhông nó em đè xuống nó vẫn chạy mà nó tuột, bị tuột rồi nè em ơi. Rồi anh em về dọn lại luôn nha, 85 700k luôn, 85 700. Rồi 86, con này không có cái đầu kẹp lưỡi nè em ơi, chạy ok luôn. Rồi 86, con này không có đầu kẹp lưỡi nè, cứ lỏng nha, 80k luôn em ơi. 80 luôn, 86 80. Rồi con này 87 mấy khôn nè. 87. Rồi chạy hai chiều anh em ơi. Nãy đầu thì vệ sinh lại luôn, nó hơi kêu tí xíu rồi xác 87 80 luôn. Đó, 80k anh em nha. 80. Rồi con này 88. Rồi chạy ok luôn, con màu vàng này thì giờ vệ sinh qua phát xài thôi anh em. Nó có đỡ lưỡi nha, con này thì sát luôn. Rồi, con này để cho anh em 100k đi. Đấy. 88 80. À quên, 100k chứ. Rồi, 819. Con này chạy ok anh em nha. Rồi. 819. Lưỡi răng hợp kim anh em ơi. Rồi, con này 230, lưỡi 190 Hitachi. Đó, giờ vệ sinh qua phát là xài thôi, 1050W, 819 230 luôn. Thân này. Còn mấy nhỏ. Rồi con này 820, này chạy được không? Là cái xác luôn anh em. Nổ thang anh em ơi. Rồi con này, lưỡi 165. Đó, đời mới nè anh em ơi, nhưng mà đây nè. Có vẫn quay được nhưng mà nó bị nổ thang. Rồi con này xác cho anh em. 820. Rồi 130k luôn đi. Đấy. Thôi được em ơi. Rồi. 820 130k. Rồi em kết thúc đi. 150 còn được. Lát chiều quay tiếp, quay tiếp. Rồi 820 130k. Rồi em xin kết thúc video ở đây anh em ơi. Lại cũng chở rồi. Con nhỏ nhiều quá. Rồi cái này em chào tất cả anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo vào chiều hôm nay nha. Rồi chào anh em ơi.